Theo tin của báo Sacramento Bee, trong vòng 15 năm qua, người dân ở tiểu bang Texas thấy có nhiều láng giềng mới của mình đến từ California và chiều hướng này sẽ còn tiếp tục tăng cao. Bài báo dựa trên các cơ sở, kiểu kiện do Cơ quan Kiểm tra Dân số Chính phủ Liên bang Mỹ thu thập cho thấy thành phần dân nghèo nhất ở California đang di chuyển sang các tiểu bang khác và nơi được ưa chuộng nhất là Texas. Có hơn 155.000 người dân California di chuyển sang Texas từ năm 2005 tới năm 2015 và đa số những người này là ở cận kề với mức nghèo. Các nơi khác đối nhận người dân nghèo từ California cũng gồm các tất cả các tiểu bang sát cạnh là Arizona, Nevada và Oregon. Nhưng trong khi người nghèo kéo nhau đi thì thành phần giàu có hơn, tức là có khoảng 17.000 người, phần lớn là từ vùng đông nước Mỹ kéo tới California. Đa số những người có lợi tức thấp này làm việc trong những ngành nghề như là tài xế xe vận tải, đầu bếp hay là thông ngân viên. Mức độ nghèo ở tiểu bang California thường được coi là cao nhất ở trên cả nước Mỹ, một phần lớn vì chi phí đời sống quá đắt đỏ.